Vâng, xin chào các bác. Em có con giải mã hay quá các bạn. Vâng, nãy mà buổi sáng lên nhanh các bác con giải mã on con đờ lông có mã nào mở DMS3. Dòng này thì các bác có một cái con gọi là hàng siêu giải mã luôn. Và gọi là hàng châu bò đấy. Con này khách hàng nhà em hay gọi là cái con châu bò, nó là con DMS3. Tại sao mà lại khách hàng nhà em gọi là châu bò? Bởi vì là con này nó bền kinh khủng khiếp luôn. Tức là nếu các bác chỉ làm giải mã này và công suất này. Đấy, tức là đặt một vị trí như này mà làm công suất giải mã nhá, thì nó phải gọi là thuộc dạng hàng châu bò luôn. Nó siêu bền luôn. Đấy, tức là dùng chán thì thôi đấy. Còn nếu mà các bác mà cắm nhầm điện hay là các bác cầm quang quật thì em thật các bác là cái đồ gì nó cũng hỏng thôi, đúng không ạ? Nhưng mà để mà cắm điện mà chỉ sử dụng giải mã và công suất thì em nghĩ là đỉnh cao luôn cho con này. Tại vì sao khách hàng nhà em gọi châu bò là như thế đấy? Bởi vì nó bền kinh khủng luôn. Và cái độ con này nó làm dày dã man luôn các bạn. Đây, cái mặt này. Mặt nhôm này coi như nó dày kinh khủng luôn. Nguyên một tấm nhôm nhá. Nhôm phay đấy, ốp trực tiếp đây luôn. Đấy, vỏ biết nó dày này. Các bạn nhìn này. Nó dày dã man con này đến cái nhựa đằng sau các bạn nhá, nhìn này. Đấy, lý do tại sao mà khách hàng em bảo là cái con MF3 là một cái con trâu bò nhất trong cái hãng của Đờ Lông này. Đấy. Nhìn nó kiểu nó thô và nó đây. Nó thiết kế này, nhiều con thì nó thiết kế theo đít phẳng đúng không ạ? Ông này ông làm cái đít thò ra ngoài. Nhìn nó thô. Đây con nhìn nó có thô không? Quá thô đúng không ạ? Nhưng mà nó thô nhưng mà được cái nó bền các bạn. Nó chắc chắn. Đây, cái vỏ các bạn nhìn này. Nó dày gần như gần gấp đôi các cái con giải mã công suất khác. Đấy. Vỏ dày đến cái nhựa đế sau này. Các con khác nhá, nó làm mỏng dẹt dẹt luôn. Đấy, và cái con này thì nó làm theo kiểu gọi là gần như là kín bưng này. Đấy. Đây. Nó dày lắm đây này, các bạn nhìn kể cái mặt cái nhôm bên trên này nó làm cũng dày cơ. Đấy thì tại vì sao mà khách hàng đây em rút thử volume cho các bác xem nhá. Các nhìn bao nhìn volume này. Bên trong này nó có một cái kim loại nó quặn để nó tránh vỡ cái nhựa này. Đấy là cái nhất, cái thứ hai các bác nhìn lớp nhựa này. Rất dày và bên ngoài nó bọc thêm một lớp kim loại nữa này. Đây này. Cái lớp bên ngoài là lớp kim loại nhá. Bên trong là một lớp nhựa dày và bên trong cái cuốn bên trong nó là một cái vòng thép để siết cái trong này lại để cho nó không bị vỡ. Các bác thấy kinh khủng không? Rất ít con làm như thế này. Có thể là có cái vòng sắt ốp bên trong nhưng mà riêng cái nhựa ốp ngoài là cái sắt mà ốp ở ngoài nhỉ. Một cái kim loại ốp ngoài nhỉ bằng nhôm này. Là gần như không có. Ít con có luôn em thật các bác như vậy. Hàng chuẩn của nó đấy. Thì tại vì sao mà khách hàng nhà em đây này các bác nhỉ? Đấy. Tại vì sao khách hàng nhà em bảo là cái con này là cái con trâu bò. Gọi là giải mã trâu bò nhất trong các cái hàng giải mã. Nó bền thực sự luôn. Con này thì em có test thử là CD vẫn chạy nhá. Tuy nhiên thì em cũng không bằng bảo tỏ CD nhá. Bởi vì là thật các bác nhỉ, hàng bãi từ bên kia về là có thông cảm cho anh em là hàng bãi về là cũng hao hụt một phần cái mắt rồi. Lại cộng thêm vận chuyển di chuyển nữa. Đấy. Thế nhiều khi là em test ở đây thì là test cái đĩa gọi là nó xịn của Nhật ấy. Thì nó vẫn dùng bình thường. Xong về nhà các bác lại cứ đĩa mốc các bác đưa vào test. Đĩa cũ đưa vào test xong các bác bảo em là sao anh em test được mà anh không test được. Đấy thì lúc đấy thực sự là không biết trả lời các bác làm sao. Thế tại vì sao là em bảo là các bác đã không dùng CD thôi, dùng là phải dùng đĩa thật xịn cho em. Cứ mua đĩa xịn mà dùng thì các bác dùng cực bền luôn. Đấy. Thế nên là tại vì sao mà em video là em phải nói rõ là em test thêm chứ không phải mà bỏ nhá. Đấy còn đây là video test thực tế, không chỉnh sửa, không cấy ghép. Đấy. Nên là các bác yên tâm, riêng mua hàng anh em là yên tâm, không phải ấy. Còn các bác mà cảm thấy lăn tăn hay là có vấn đề gì, cứ đến trực tiếp cửa hàng anh em qua số 57 đường Nguyễn Hoàng ở phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cách bến xe Mỹ Đình khoảng mấy trăm mét thôi. Đấy, các bác cứ đến trực tiếp cửa hàng anh em. Nếu mà các bác nhận hàng thứ nhất là không đúng này, các bác có thể gửi trả lại. Nhận hàng không đúng là con MF3 gửi trả lại. Không đúng như hình trên video gửi trả lại cho em. Được chưa? Em gửi trả các bác tiền luôn. Đấy. Còn nếu không đúng thì các bác không nhận, bởi vì không phải hàng của các bác. Đấy. Còn cần vấn đề gì, ví dụ như sợ lừa đọc lọ, các bác cứ đến trực tiếp cửa hàng nhà em. Cái đấy là không phải sợ, bởi vì buôn bán mà ví dụ không có cửa hàng, buôn bán chỉ trên mạng không ấy, thì nhiều khi không có cửa hàng thì mình không biết làm một lần. Nhưng mà đây có cửa hàng cụ thể rõ ràng. Đấy. Nhà em hàng đây phải chuyển cả tuần cả tháng mới hết. Nên là kể cả mà quý vị có chạy trốn thì cũng gọi là không thể hết được hàng. Đấy, kiểu gì vẫn được quay lại thì kiểu gì các bác cũng túm được đúng không ạ? Đấy là em véo von như vậy là để các bác không phải sợ cái chuyện là nó lừa lọc rồi nó bán hàng vớ vẩn này nọ. Đấy, còn cam kết với các bác là riêng mua hàng nha em nhá. Có vấn đề gì các bác cứ đến trực tiếp cửa hàng nha em, không phải sợ, không phải ngại gì cả. Mình mất đồng tiền mà, mình được quyền đòi hỏi mà, đúng không ạ? Đấy. Em đi mua hàng em vậy thôi. Mua hàng vớ vẩn em sẽ quát cho ấy.
đúng không ạ? Mình mất tiền mà mua hàng đúng như anh quảng cáo cái gì phải đúng cái đấy. Về ví dụ tôi làm giải mã thì phải giải mã của anh ok đúng không ạ? Công suất của anh phải ok đấy, nó là như thế đúng không ạ? Còn mua về xong cắm điện không lên rồi anh không vị chỗ này móp anh không chỉ cho tôi, về tôi lại thấy móp đấy, nhiều khi rất là khó đúng không ạ? Nhưng mà riêng các bác mua hàng em đây này, em quay thực tế cho các bác xem này, ví dụ như các chỗ này đây này, nó hơi bụi một tí này, em về em mở các bác ơi, các bác chịu khó vệ sinh nhầm tí nhá đấy, tức là phải nói rõ ngay đúng không ạ? Đấy, còn tình trạng đây con này các bác nhìn không, chả có gì phải chê cả. Còn tuy nhiên hàng bã thì kiểu gì nó có một chút xước sát nhẹ nhàng đấy, đấy là em nói thật như vậy đấy. Còn để về được con hàng này đẹp đấy. Đây là cổng quang này, cổng quang là có hai cổng, một cổng in, một cổng out. Thì các bác cắm cổng in cho em này. AV có 4 cổng thì cắm cho em cổng in vào, out hai cổng này nhá. Hai cổng out đây để các bác lấy tín hiệu truyền xuống công ty to hát karaoke nghe nhạc. Còn súp ở đây. Sau đây em tiến hành test nhạc các bác thử nghe nhá. Đây là hiện tại em đang cắm điện thoại này. Mời các bác nghe thử luôn. Chỉnh được cả bát tem luôn các bác nhá. Đây. Đấy, tăng bát thì các bác tăng ở đây. Giảm ở đây. Ta còn mong chi nữa, định mệnh đã an bài. Đêm về ngồi nhìn mưa nhẹ rơi, chợt nghe xót thương đời. Đêm nay là đêm cuối rồi, mãi xa mãi xa. Tình đâu hơn tất cả, mộng đâu ghi nhớ. Chia tay từ đây, hai đứa về hai nơi. Người đi tìm duyên mới, người đi bốn phương trời. Chia tay từ đây, hai đứa về hai nơi. Người đi tìm duyên mới, người đi bốn phương trời. Đấy là về phần quang, còn các bác nghe phần đây là phần điện thoại nhé. Còn các bác mà nghe quang thì chuyển cho em về chế độ OPT. Nghe đường quang với đường CD thì nó sẽ to hơn điện thoại các bác nhé. Thì xin giữ mãi cho tình đẹp hoài. Đừng vì một suy nghĩ tình mật cao đẹp. Đêm nay mùa đông lại đến, nghe gió lạnh bước trong hồn, thư sinh nghèo. Đây là quang, còn đây là CD. Mà đây là em có test thử thì nó không được nhá. Mà đây bên trái dùng nên em chẳng quan tâm với mà đây đâu. Đây là CD các bạn nhá. Đấy. Dạ vâng, đấy thì mọi cái thông tin đặt hàng thì gọi trực tiếp cho em qua cái số là 0966 594 581 hoặc cái số 0797 891 682. Hoặc là các bác có thể qua trực tiếp cửa hàng nha em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.